Các bạn nhớ này, bác người rất đẹp, thời trẻ, đời 35, 35 tuổi, thanh tú lắm. Nhất là thời kỳ bác dự quốc tế cộng sản ở Nga năm 1924 đấy. Bác đọc tham luận bằng tiếng Nga mà cả hội trường thán phục. Chỉ có mỗi một người dị ứng, đó là ông Stalin. Bác vượt trước thời đại, sắc sảo quá, ông ta không chịu được. Bác nói tiếng Nga thì như người Nga, còn ông ta là người Trung Á, nói tiếng Nga cũng có sõi đâu. Mà bác lại rất sáng tạo. Bác phê bình các đảng cộng sản phương Tây và châu Âu là không coi trọng phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa. Ông ta ác cảm với bác từ đó và làm khổ bác lắm đấy. Nhưng mà mọi người Nga chân chính thì rất yêu thương bác, ngưỡng mộ bác lắm. Bác đang đọc tham luận mà nói thật ra là bác nói chứ bác có đọc đâu. Bác viết bằng văn bản thì mẫu mực, còn bác nói miệng. Người ta gọi bác là một hùng biện cơ mà. Mà bằng tiếng Nga nhé. Bác thấy mồ hôi nó vã ra thế này. Thế bác thấy nóng, bác mới tìm khăn tay ở trong túi quần thì nói là không có. Chắc là đi từ khách sạn quốc tế đến chỗ họp quên không mang theo. Mà trên đoàn chủ tịch có một bà phụ nữ tên là Vera, người Nga rất đẹp, nhân hậu lắm. Bà yêu bác đến mức cả đời không lấy ai. Thế mà bà quan sát bác như thế, bà mới rút khăn tay của bà đưa cho bác. Bác cảm ơn, bác lau mồ hôi xong, bởi bác lại trình bày tham luận tiếp. Theo một thói quen thường tình, bác đút luôn khăn vào túi quần. Thế rồi họp xong về cũng quên không đưa lại. Về chỗ ở mới biết, bác gọi điện xin lỗi. Hôm sau đến sớm, bác đã là khăn đặt sạch sẽ rồi đưa trả lại. Bà ta từ chối đấy nhé. Bà nói một câu này, ta xem chúng ta có hạnh phúc không? Người Nga đã yêu ai mà trao khăn thì không bao giờ lấy lại. Còn có cái thông điệp tình yêu nào mà rõ ràng đến như thế không làm gì? Thế mà bác trả lời thế nào? Bác trả lời rất hay nhé. Dân tộc nào cũng có những mỹ tục. Mỹ tục tức là phong tục đẹp. Việt Nam chúng tôi còn có câu yêu nhau cởi áo cho nhau. Đấy. Bác lịch thiệp thế chứ, hào hoa phong nhã thế chứ. 78 tuổi mà bác còn tiếp khách quốc tế cơ mà. Tiếp khách lần cuối cùng là một đoàn khách tập thể phụ nữ, đoàn đặc biệt toàn phụ nữ cả. Đại hội Dân chủ Phụ nữ Quốc tế đến thăm Việt Nam và đến chào bác tiếp. Bác lại dặn là không dùng phiên dịch để bác nói trực tiếp với từng đại biểu. Ta thấy riêng chỗ này thì ta học bác đến bao giờ cho nó kịp các đồng chí. Đúng là Victor Hugo nhé, đại văn hào Pháp, ông ta nói về vĩ nhân. Ông nói từ thế kỷ thứ 19 cơ. Ta mượn cái câu này của Victor Hugo để nói về bác hoàn toàn đúng này. Trước một trí tuệ uyên bác thì tôi cúi đầu bái phục. Trước một nhân cách cao cả thì tôi quỳ gối tôn thờ. Bác có cả trí tuệ uyên bác, có cả nhân cách cao thượng. Như thế đấy các đồng chí. Thế thì trong cái đoàn phụ nữ khách quốc tế đến thăm bác đấy, có cả Marianne Riffo, nhà văn Pháp này, có cả con gái thủ tướng Ấn Độ Nero này, mà sau này bà cũng là thủ tướng, mà cứ thiết tha nhận bác làm cha và nhận mình làm con gái của bác. Bác vui vẻ nhận lời hết. Cả ở Đức bác cũng có con nuôi. Ai cũng yêu thương bác. Bác sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, bác đến thăm một gia đình công nhân vừa mới sinh một cháu trai đầu lòng, lại sinh đúng 19 tháng 5. Cho nên là rất mong muốn được bác nhận làm con nuôi, cha nuôi. Và bác đặt tên cho bằng tiếng Đức. Tiếng Đức bác thạo như tiếng Nga vậy. Bác rất nhiều ngoại ngữ, là một thiên tài về ngoại ngữ các đồng chí. Thế giới họ kinh ngạc ở chỗ là không bao giờ thấy Hồ Chí Minh dùng phiên dịch cả. Tiếp nước nào nói tiếng nước đó. Còn khi phải dịch đấy, chẳng qua là nghi lễ ngoại giao nó bắt buộc thôi. Mà dịch tượng trưng thôi. Còn vào hội đàm bác nói trực tiếp hết. Thậm chí ngay cả lần bố trí phiên dịch tượng trưng cho bác. Vậy mà bác thấy dịch cứng nhắc quá. Nó không có uyển chuyển mềm mại. Bác toàn phải dịch lại hết. Đấy, ta xem. Chỗ này là học bác đến muôn đời. Nhất là các bạn còn trẻ như thế này. Ta trở lại cái câu chuyện bác tiếp khách. Bác tiếp khách xong đấy. Tiễn khách ra khỏi phòng khách đi trên thảm đỏ này. Lúc chia tay, bác đặt vào lòng bàn tay mỗi một vị khách phụ nữ quốc tế một đóa hồng, một bông hồng. Phóng viên nhiếp ảnh tha hồ chụp ảnh quay phim.
Hôm sau cả thế giới đã biết trên các báo chí rồi. Nó dùng một cái tít báo rất là hấp dẫn. Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng vẫn ga lăng như thường. Ga lăng tức là hào hoa phong nhã đấy các đồng chí. Đặt hoa hồng vào tay phụ nữ thì còn có cử chỉ nào ga lăng hơn thế không? Mà bác 78 tuổi. Thế giới yêu bác đến thế. Cho nên khi bác mất, ý, đúng là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Đến Bertrand Russell mà phải nói là trong thế kỷ 20, hiếm có một vĩ nhân nào như Hồ Chí Minh mà sự ra đi của người lại lấy của nhân loại nhiều nước mắt đến như thế. Tức là cả thế giới thương yêu bác. Đấy, từ năm tác phẩm quốc bảo và tất cả những gì trong cuộc đời bác mà chúng ta biết thì có thể nói được một câu thôi. Hồ Chí Minh, một con người lý tưởng viết hoa, chân thiện mỹ mà cuối cùng thì lịch sử đã tìm thấy. Mà đấy là niềm an ủi tự hào lớn nhất của chúng ta, con cháu của bác. Trong suốt khi trình bày các tác phẩm quốc bảo của bác, các đồng chí có để ý thấy một điều là tôi không nói đến tuyên ngôn độc lập không? Năm tác phẩm này không có tuyên ngôn độc lập. Đường cách mệnh này, lời kêu gọi chống Pháp này, lời kêu gọi chống Mỹ này, nhật ký trong tù và di chúc, không thấy tuyên ngôn độc lập. Tại sao vậy? Lẽ ra tuyên ngôn độc lập phải xứng đáng là quốc bảo đầu tiên chứ. Nó ngang tầm với Hịch Tướng Sĩ, với Cáo Bình Ngô. Nó là tuyên ngôn dựng nước Việt Nam thời đại mới cơ mà. Thế tại sao tầm vóc như thế mà lại không được xét vào quốc bảo? Ta rất muốn đưa tuyên ngôn độc lập vào quốc bảo mà đến giờ này chưa thể đưa được. Chỉ vì một cái lý do rất đơn giản thôi. Đó là về mặt kỹ thuật. Ta đã không giữ được bản gốc. Bây giờ chiến tranh thốt nổ ra mấy chục năm nay, nhất là thời kỳ chống Pháp mà rời khỏi Hà Nội về Việt Bắc đấy, cái cuộc di chuyển này mất nhiều thứ lắm. Thì rất tiếc là mất cái bức tranh mà danh họa Picasso vẽ tặng bác cũng không còn. Và bản gốc tuyên ngôn độc lập cũng không còn. Chỉ còn bản sao để trong bảo tàng quốc gia thôi. Còn trong tác phẩm của bác thì có in cái bản tuyên ngôn đó. Nhưng bây giờ không có bản gốc thì không chứng minh được bác là tác giả. Có phải chỉ chúng ta với nhau đâu, còn bạn bè quốc tế nữa chứ. Nó phải có những tiêu chuẩn chung của thế giới chứ. Tài sản đặc biệt cơ mà, quốc bảo. Mà với ta còn là pháp bảo như tôi đã nói nữa. Bây giờ không có văn bản gốc thì chứng minh thế nào được. Đấy. Bắt đầu từ đây nó có chuyện giai thoại đấy. Tất cả những điều tôi đã nói với các bạn đấy là huyền thoại. Bây giờ còn có giai thoại cơ. Giai thoại tức là những cái chuyện mà dân gian họ sáng tác, thậm chí là giới có học cũng sáng tác, cho nó gọi là văn học dân gian và văn chương Bắc học là thế mà. Sáng tác xung quanh cuộc đời sự nghiệp của những nhân vật nổi tiếng, ở đây là vĩ nhân, để nó thêm đắt vào và nó tạo dựng một cái hình ảnh nhân cách về cái vĩ nhân đó, thì bác và các vĩ nhân nổi tiếng khác đều có giai thoại. Bác cũng thế thôi. Tại vì bác Hồ giai thoại thế này. Mà lại giai thoại về cái tuyên ngôn độc lập. Ta mới lập luận thế này này. Không còn bản gốc. Nhưng mà ai chả biết bác là tác giả. Bác từng nói là giờ phút ngồi ở 48 hàng ngang mà viết tuyên ngôn là giờ phút sung sướng nhất của đời bác. Mà. Bác đọc tuyên ngôn, bác nói là đồng bào nghe tôi nói rõ không cơ mà. Những giờ phút cảm động nhất ai chả biết. Thế thì tại sao lại không công nhận là quốc bảo? Cứ gì phải bản gốc. Lập luận này nghe ra thì rất có lý nhé. Nhưng không được đâu. Nó phải có chứng minh hẳn hoi nhé. Cứ liệu. Thế ta lại lập luận tiếp. Không còn bản gốc thì còn băng ghi âm. Đúng là có băng ghi âm. Băng ghi âm mở ra nghe giọng bác, giọng nam đàn, sang sảng không lẫn vào đâu được cả. Đúng là đồng bào nghe tôi nói rõ không. Thì có thể căn cứ vào đây mà công nhận quốc bảo. Tại sao lại không công nhận? Tưởng là có lý mà cũng không đúng, không có lý. Băng ghi âm trong thời đại công nghệ thông tin này không có giá trị gì đâu. Hoặc đúng hơn là không có đủ giá trị. Và lại băng ghi âm chỉ chứng minh được bác là người đọc. Giọng bác là người đọc. Mà bây giờ đang cần chứng minh bác là tác giả, là người viết cơ mà. Người viết và người đọc là có phải lúc nào cũng là đồng nhất đâu. Đấy.
Chính vì bế tắc ở chỗ này mà cái Ủy ban xét di sản quốc gia đành gác tuyên ngôn lại, dù rất mong muốn vì nó rất xứng đáng, chưa đưa được. Đấy. Thì tôi chỉ nói rõ cái lý do kỹ thuật đó để các bạn biết. Thế còn cái giai thoại này là thế này. Băng ghi âm không phải của chúng ta ghi đâu. Hóa ra là người nước ngoài nó ghi. Chính phủ mới từ Tân Trào Việt Bắc về đã làm gì có điều kiện để ghi chép cái gì các đồng chí? Quân đội đi duyệt binh trong ngày quốc khánh còn toàn mặc quần sóc cả, đi xe đạp cơ mà. Toàn bộ quần áo đẹp của chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào đều do ông bà tư sản Trịnh Văn Bô lấy vải từ trong cái tủ quần áo của mình ra để may đấy chứ. Nuôi cả chính phủ chứ. Đấy. Đến mức mà phương Tây nó bình luận là Bộ trưởng Tài chính của chính phủ Hồ Chí Minh chỉ là ông bà Trịnh Văn Bô mà thôi. Đúng là như thế chứ các đồng chí. Thế ta chưa ghi được nhé. Người nước ngoài nó ghi, các nhà báo nó ghi, ký giả nước ngoài nó ghi. Nó ghi nhưng nó lại không chuyển cho chính phủ ta. Nó giữ làm của riêng. Và cái cuốn băng ghi âm tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ đấy, nó trôi nổi khắp nơi trên thế giới. Từ New York, London, Paris đến Điện Biên Phủ thắng lợi, Bác về thủ đô, nó lại xuất hiện ở Hà Nội. Và bây giờ nó bắt đầu bắn đi thông tin là nó sẵn sàng trao cho chính phủ ta. Và nó đòi hỏi phải mua lại với một giá tiền rất đắt. Mà ta thì lúc nào không có tiền, không? Vừa từ núi rừng về đây đâu ra tiền. Nhưng mà muốn thì rất muốn, rất cần cái cuốn băng ghi âm này. Thế không biết cách làm thế nào cả mới đến xin ý kiến bác. Nói rõ là chúng ta rất cần cuốn băng ghi âm này để làm tài liệu cho lịch sử. Nhưng bây giờ nó đòi hỏi rất nhiều tiền, không có thì mua thế nào. Thì bây giờ xin ý kiến bác nên giải quyết cách nào. Bác nghe xong bác cười. Bác bảo đắt thế thì mua thế nào được. Bác tiết kiệm mà. Đắt thế mua thế nào được. Tiền đâu mà mua. Bây giờ các chú về chuẩn bị lại máy móc đi vậy. Bác đọc lại. Đây là giai thoại các đồng chí nhé. Giai thoại mà. Mà giai thoại thì nó không có giá trị khoa học. Nó chỉ để tham khảo thôi. Nhưng qua cái giai thoại này của cả trong nước và của cả thế giới, nó đăng hết ở trên tạp chí quốc tế cả rồi. Thì ta lại thấy có một cái điều này, giai thoại thôi nhưng mà lại rất gần với bác. Rất gần gũi với bác. Một là bác rất giản dị. Hai là bác rất hồn nhiên, không câu nệ gì cả. Và thứ ba, rõ nhất là bác rất tiết kiệm. Tiết kiệm từng đồng xu, đồng tiền bát gạo trở đi. Trên cái giai thoại này nó lại có cái gì đó rất gần với tính cách của bác. Thì có thể căn cứ vào đó để tham khảo. Nhưng mà cũng không thể chứng minh được bác là tác giả. Ta mới lại lập luận tiếp này. Thế còn hai người phụ nữ kéo cờ ở quảng trường Ba Đình hôm độc lập mà bác do bác đích thân chọn mà đều còn sống cả. Nhân chứng sống của lịch sử tại sao lại không thừa nhận? Hai người kéo cờ đó là ai các đồng chí? Phụ nữ nhé. Một là bà Lê Thi, hai là bà Nguyễn Thị Loan. Bà Lê Thi là bí danh, tên thật của bà là Dương Thị Như Thoa, con gái của học giả Dương Quảng Hàm rất nổi tiếng. Sau này bà là giáo sư triết học, là viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, một trong hai người phụ nữ được bác chọn để kéo cờ ngày độc lập ở quảng trường Ba Đình. Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Loan, sau này là phu nhân của Đại tướng Hoàng Văn Thái. Đấy. Tại sao bác lại chọn phụ nữ để kéo cờ? Vì hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa giành độc lập Việt Nam thì nước Việt Nam mới vinh quang này hãy dành cho phụ nữ. Bác tôn vinh phụ nữ đến như thế. Những cái chi tiết này rất có ý nghĩa để xem xét cái sự kiện về tuyên ngôn độc lập. Lúc bây giờ ta chỉ cần truyền làn sóng điện ra ngoài để cho mọi người dân nghe được giọng bác đọc tuyên ngôn mà cũng chịu không làm được. Kỹ thuật còn thấp lắm. Nhất là từ núi rừng Việt Bắc về, ta chưa có điều kiện gì cả. Đấy. Sài Gòn có nghe được tí nào đâu. Không nghe được một tí nào giọng bác đọc tuyên ngôn cả. Chỉ một vài tỉnh lân cận nghe được thôi. Thế mà cuối cùng giáo sư Trần Văn Dầu thay mặt bác đứng ra nói chuyện với quốc dân đồng bào tại Sài Gòn. Mà sau này đối chiếu cái bài phát biểu của giáo sư Trần Văn Dầu với tuyên ngôn độc lập của bác gần như giống nhau. Đấy. Mà giáo sư Trần Văn Dầu thì đã về với bác rồi, cùng dịp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy. Những nhân chứng lịch sử như vậy, tất cả những điều này là những cứ liệu tham khảo.
để đi tới một kết luận này. Rồi đây, nhất định ta phải đưa Tuyên ngôn Độc lập vào quốc bảo, vì nó rất xứng đáng, tác phẩm mở đầu cho nước Việt Nam mới cơ mà. Một văn kiện thiên cổ hùng văn cơ mà. Thế bây giờ, giả sử rằng không tìm được bản gốc, vẫn có thể đưa vào quốc bảo được bằng cách đưa ra những công trình nghiên cứu tầm cỡ. Nhưng cái này phải có thời gian, phải có những học giả lớn, mà những công trình này phải có sức thuyết phục trong nước và thế giới nghiên cứu được. Ta có thể dùng phương pháp phân tích ngôn ngữ, tức là tần số ngôn ngữ như thế lặp lại trong Tuyên ngôn và trong tác phẩm Hồ Chí Minh để chứng minh cho phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng như thế, đạo đức như thế, phong cách diễn đạt như vậy thì Hồ Chí Minh đích thực là tác giả Tuyên ngôn. Mà nếu được thừa nhận như thế thì sẽ đưa được vào quốc bảo. Đấy, thì được còn chờ cái công việc của giới nghiên cứu. Và nếu như chúng ta làm kịp mà đến dịp kỷ niệm nửa thế kỷ Bác mất mà đưa được vào Tuyên ngôn, đưa được vào quốc bảo thì hạnh phúc nhất. Còn nếu không phải chờ đợi thời gian, nhưng mà nhất định phải đưa được vào quốc bảo. Chưa kể là năm nay ta kỷ niệm 70 năm ngày Bác viết sửa đổi lối làm việc, ngày Bác viết đời sống mới. Rồi đến lúc kỷ niệm nửa thế kỷ Bác mất thì cũng là 70 năm tác phẩm Dân vận. 1949 đến 2019 là 70 năm. Thế rồi là gì nữa? Những tác phẩm cuối cùng của Bác quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Bác đặt đầu đề như vậy, cuối cùng chúng ta lại đề nghị Bác chữa lại. Xin phép Bác là cho đổi ngược lại, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác cũng đồng ý. Chứ còn ý Bác đấy là phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, rồi nâng cao đạo đức cách mạng. Tác phẩm Bác viết và cho đăng trên báo Đảng đúng dịp sinh nhật Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 69. Lúc Đảng 39 tuổi, Bác 79 tuổi và Bác vĩnh biệt chúng ta. Những tác phẩm như vậy, chúng tôi đã có kiến nghị với Trung ương phải từng bước xếp dần vào danh mục quốc bảo, bảo vật quốc gia. Tóm lại, hiện nay có 5 bảo vật quốc gia và ta phải chọn được 10 tác phẩm, 9-10 tác phẩm tiêu biểu nhất của Bác, có cả một cái dãy danh mục bảo vật quốc gia, pháp bảo của Bác cho chúng ta. Và đấy là tài sản vô giá về tinh thần cho chúng ta noi theo. Tất cả những điều đó đã bao hàm cả việc phân tích tác phẩm quốc bảo và cũng là xen kẽ giới thiệu những thông tin mới nhất về cuộc đời của Bác mà chúng ta được biết và những nghiên cứu của chúng ta qua tư liệu về Bác Hồ ta được biết. Nhưng sẽ là không đủ nếu ta không nói thêm mấy chi tiết này. Thứ nhất, ngày sinh của Bác. Thứ hai, quê ngoại của Bác. Hai cái điều này gần đây ta mới biết đấy nhé. Và thứ ba, đó là quá trình gìn giữ thi hài Bác và đến khi đặt Bác trong lăng thì có những chuyện gì. Thế hệ sau phải biết rõ những chi tiết này để thương Bác đầy đủ sâu sắc hơn và cho chúng ta bức chân dung chân thực về một con người. Ngày sinh của Bác đó đi vào lịch sử cố định là 19 tháng 5. Cả nước kỷ niệm, cả thế giới kỷ niệm. Có ngờ đâu đấy là một sự kiện tượng trưng. Một sự kiện rất ước lệ thôi. Đấy. Bởi vì Bác khai lý lịch, cái dòng ngày tháng năm sinh Bác bỏ trống hết. Mà Bác lại ghi năm sinh mỗi năm một khác đấy nhé. Mỗi nơi một khác đấy nhé. Ta đi viết tiểu sử cho Bác, ta phải hỏi Bác rất là cặn kẽ. Hỏi Bác, lúc Bác còn rất là khỏe đấy, minh mẫn đấy. Hỏi Bác là thưa Bác, sao Bác không có ngày tháng? Mà tại sao năm sinh của Bác lại nhiều thế? Thì năm nào là đúng hả Bác? Họ và tên Bác ghi là Lin. Lin là tên Bác hồi ở Liên Xô. Bác học Đại học Quốc tế Lenin, dùng là Lin. Bác viết luận án tiến sĩ sử học ở Viện Dân tộc thuộc địa Á Phi, lấy tên là Lin. Thì ta biết tên Bác ở Liên Xô là Lin. Thế là đúng rồi. Còn ngày tháng năm sinh này, ngày để trống, tháng để trống,
Năm sinh thì bác ghi là 1891, 1892, thậm chí ở Pháp bác khai cả 1893 cơ. Ta chẳng hiểu thế nào. Đi hỏi bác, sao bác không có ngày tháng mà năm sinh của bác sao nó nhiều thế? Năm nào thì đúng hả bác? Bác bảo ngày tháng thì bác không biết. Bác cũng không biết cơ mà. Bác không nhớ. Bác chỉ nhớ một điều là bà ngoại dặn bác là bác sinh vào mùa sen nở thì bác biết vậy thôi. Mùa sen nở là mùa hè, tháng 5, tháng 6 đấy. Bác ở Việt Bắc, tháng 5 bác thành lập mặt trận Việt Minh là thế đấy. Thế ta mới hỏi bác là ngày, thế còn năm sinh vậy? Năm sinh của bác nhiều vậy thì năm nào là đúng hả bác? Bác bảo chúng ta thế này nhé, đúng hết các chú ạ, à, năm nào cũng đúng. Nhưng ta cũng chẳng hiểu ý tứ bác thế nào cả, cứ tròn xoe mắt nhìn bác. Bác bảo các chú không biết à, người Việt Nam mình ai cũng thế thôi. Đã có tuổi âm, lại có tuổi dương. Nó có thể trùng nhau, có thể nó không trùng nhau. Đại khái nó vậy, chứ bác cũng có biết đâu. Bác nghe kể như vậy. Đấy. Thế là nó cũng rất tương đối đấy các đồng chí nhé. Đừng có cái gì cứng nhắc cả. Ngay chúng ta còn trẻ thế này mà tôi hỏi các bạn sinh năm, ngày tháng năm sinh có khi nói sai hết đấy chứ. Ta cứ lẫn lộn âm dương cả mà. Người Việt Nam là thế, thì bác cũng thế thôi. Ta chỉ biết một điều là bác có một người ông ngoại là Hoàng Xuân Đường mà bác thương yêu lắm. Mà lúc ông ngoại mất bác còn thơ ấu bé xíu thế này. Bà ngoại bác là cụ Nguyễn Thị Kép, là mẹ của mẹ bác đấy, là mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Bác lại có một người dì ruột rất thương yêu bác, em của mẹ là Hoàng Thị An. Bác có chị gái là Nguyễn Thị Thanh, anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm, tức là Nguyễn Tất Đạt. Bác có một người em nhỏ út là Nguyễn Sinh Nhuận, nhưng mà tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Vì đẻ ra không có một giọt sữa nào, cả bác lẫn em bác lúc mẹ sinh đều không có sữa. Chính bà ngoại đã đỡ đẻ cho mẹ bác này, chôn rau cắt rốn cho bác này, mớm cơm mớm cháo nuôi bác từ lúc lọt lòng. Thì bây giờ đã đến lượt bác 10 tuổi đầu đi xin cháo nuôi em vì mẹ không có sữa. Mà mẹ bác lại mất rất trẻ nhé. Bà Hoàng Thị Loan sống được có 33 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Kép là bà ngoại và cụ Hà Thị Hy là bà nội. Bà nội còn chết trẻ nữa cơ, có 32 tuổi. Đấy. Em nhỏ của bác được có 4 tháng tuổi đấy. Bố của bác được 67 tuổi, anh trai bác được 62 tuổi, chị Thanh, chị gái bác được 70 tuổi. Anh trai thì mất đúng năm chiến dịch biên giới, chị gái mất năm đính năm Điện Biên Phủ, bác có nhà đâu. Bác chỉ chứng kiến cái chết của mẹ và của em, bác đau đớn lắm. Nên bác viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan là thế mà. Thế năm sinh của bác là tượng trưng. Thế ta mới hỏi bác là thế tại sao ở Pháp bác lại khai xa thế, tận 1893 cơ. Bác bảo nó theo dõi bác suốt ngày đêm. Trong hồ sơ cảnh sát nó theo dõi bác suốt ngày đêm, bác phải đánh lừa nó chứ. Phải khai khác đi để nó không tìm được bác. Đấy, ta xem, càng cho thấy bác là một con người chứ đừng có nghĩ bác là thần thánh gì. Đấy. Thế ta mới hỏi tiếp bác thế này, người ta hỏi bác là nghề nghiệp. Trong cái khai sinh của bác, à cái khai lý lịch của bác ấy, họ hỏi bác là nghề nghiệp. Bác khai mỗi một chữ thôi các ông chị, làm thuê. Có thế thôi. Đọc lý lịch của bác mà không có cái thông tin gì cả. Bác có một cái biệt tài là khai mà lại không khai. Chẳng có cái thông tin gì. Nhưng mà hiểu thế nào cũng được. Mà lại hiểu rất đúng về bác là một con người hồn nhiên, giản dị, khiêm tốn. Làm thuê. Họ thừa biết bác là một chính khách. Một nhà chính trị chuyên nghiệp. Các nhà báo nó săn tin, nó hỏi là nghề nào chủ tịch thích nhất. Làm thuê mà. Nào là quét rác trong sân trường nào, làm bồi bàn trong khách sạn nào, làm thủy thủ trên tàu nào, tưới hoa trồng cây ở ngoại ô nào, khâu vá thuê nào, vẽ đồ cổ sơn mài nào, làm đủ mọi nghề để sống. Nhưng mà cái chính là làm chính trị, cứu dân cứu nước. Cho nên có lần bác nói là tôi là một nhà chính trị chuyên nghiệp cơ mà. Thế bây giờ lại khai là làm thuê. Cho nên họ hỏi bác là nghề nào chủ tịch thích nhất. Bác lại chọn những ba nghề thích nhất.
Bác bảo tôi có ba nghề thích nhất. Một là nghề khuân vác. Ở bến cảng nhà rồng bác khuân vác đấy chứ. Nghề thứ hai là nghề dạy học. Đấy, đồng chí nào là nhà giáo nhé. Ở đây có các trường trung học, trường công cao đẳng. Tất cả là nhà giáo, đồng nghiệp của bác đấy. Nhà giáo là một nghề nghiệp. Dạy học là một nghề cao quý. Bác chọn nghề dạy học. Và bác dạy thực sự. Bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết một thời gian ngắn rồi mới đi tìm đường cứu nước chứ. Nhưng mà lạ lắm. Bác hóa ra chỉ dạy mỗi môn thể dục đấy các đồng chí. Trường Dục Thanh Phan Thiết phân cho bác dạy mỗi môn thể dục. Mà sau này bác nói về giáo dục mỗi cấp chỉ một câu thôi mà thành thiên tài. Đúng không? Dạy mẫu giáo mầm non này cốt nhất là giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu, đừng đánh cắp tuổi thơ của nó. Thứ hai này, tiểu học. Đây là cả một tình huống nhé. Tất cả chúng ta ai có con, có em, có cháu học tiểu học, hãy nhớ đây là một tình huống. Cái tình huống này này, nó có liên quan đến câu chuyện năm điều bác dạy thiếu nhi mà mãi gần đây ta mới phát hiện ra. Bác không nói là dạy đâu. Bác có năm điều khuyên các cháu mà Trung ương đoàn thì lại biến thành năm điều bác dạy thiếu nhi. Lại sáng tác ra cả một cái bức thư nhân danh bác, đề tên bác. Đấy, nó mới đẻ ra cái năm điều bác dạy thiếu nhi như hiện nay này. Năm điều đó nhé, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đoàn kết tốt, lao động tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Không có một điều nào về yêu thương cha mẹ anh em cả. Mà tồn tại trong tất cả các nhà trường của nền giáo dục Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay cứ dạy như thế thôi. Bác có dạy thế bao giờ đâu. Đấy là Trung ương đoàn dạy đi. Mà lại nhân danh bác. Chỗ này phải sửa đấy các đồng chí nhé. Phải sửa đấy. Tôi nói điều này bởi vì năm học cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn còn sửa mà phải sửa một cách kiên quyết cơ. Bác đi Pháp về, các cháu từ Hải Phòng đến Hà Nội đi đón bác 10 vạn cháu. Bác có thư cảm ơn các cháu và cho đăng trên báo Cứu Quốc ngày 23 tháng 10 năm 1946, lúc bây giờ chưa nổ ra chiến tranh. Đấy. Thế mà đến tận năm 1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong, 41-61 mà, các vị lãnh đạo Trung ương đoàn mới nghĩ ra cái sáng kiến là viết một bức thư để tên bác là Thư Bác Hồ gửi các cháu thiếu niên nhi đồng với năm điều bác dạy. Đăng trên báo Đảng đấy các đồng chí nhé. Lúc đến xin phép bác thì bác lại đi vắng. Bác đi Liên Xô, bác dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. Mà xuất hiện bất đồng giữa các đảng gay gắt lắm, phải có người uy tín như bác mới giải quyết được câu chuyện. Thế là bác có về đâu, một chuyến đi dài ngày. Thế ở nhà mọi việc đã rồi, đăng báo mất rồi. Thế là bác đợi bác về để đến xin phép bác. Mong bác thông cảm và bác cần sửa thì bác sửa. Bác đọc xong bức thư mà đã đăng rồi đấy. Trong đó có 5 điều như tôi vừa nói. Bác bảo thôi, các cháu, các chú dạy các cháu được mấy điều như thế cũng quý rồi. Bác không chữa đâu. Nếu bác chữa, người ta sẽ nghĩ thư này không phải của bác, thì các chú tính sao? Bác bao dung độ lượng vĩ đại như thế, tinh tế như vậy. Lẽ ra ta phải họp lại với nhau giữa Bộ Giáo dục và Trung ương đoàn mà sửa lỗi ngay đi chứ. Ai lại cứ thế nửa thế kỷ nay tuyên truyền năm điều bác dạy thiếu nhi như vậy? Mà trong đó tuyệt nhiên vắng bóng, không có cái điều nào yêu thương cha mẹ anh em cả. Đấy mới là hồn cốt, là tinh thần quan trọng lời dạy của bác với thiếu nhi chứ. Bây giờ đạo đức xuống cấp như thế này, suy đồi như thế này, lại cứ nói một cách rất là chủ quan, ngỗ ngược, thậm chí bậy bạ là bảo bác Hồ có dạy yêu thương cha mẹ anh em đâu. Nói thế là xuyên tạc chứ. Các đồng chí về mở tác phẩm của bác ra, bác nói từ năm 46 cơ mà. Bác nói thế này nhé, tôi đọc nguyên văn để các đồng chí nghe này. Mà cái thông tin này là giới nghiên cứu bây giờ mới phát hiện ra đây. Bác đi Pháp về,
10 vạn cháu thiếu nhi đi đón bác từ Hải Phòng đến Hà Nội. Cháu nào cũng vui tươi hớn hở, quần áo sạch sẽ, bác rất vui lòng. Hỏi ra các cháu lại biết đọc, biết viết, bác càng vui hơn. Bác chuyển tới các cháu lời thăm của các bạn thiếu nhi Pháp mà bác mang về. Bác giáo dục chủ nghĩa quốc tế nhẹ nhàng như thế thôi, chứ có áp đặt chính trị gì đâu. Các cháu nó còn nhỏ mà. Thực dân Pháp là kẻ thù, nhưng mà nhân dân Pháp, thiếu nhi Pháp là bạn của chúng ta. Bác mang về cho các cháu lời thăm của các bạn thiếu nhi Pháp. Thế cơ mà. Nhân đây, bác có 5 điều khuyên các cháu, mong các cháu gắng thực hiện. Bác nhớ các cháu luôn luôn và các cháu cũng luôn nhớ bác. Bác tình cảm thiết tha thế. 5 điều bác dạy là thế này cơ này. Điều thứ nhất, các cháu phải siêng học. Siêng tức là chăm chỉ. Điều thứ hai, phải giữ gìn sạch sẽ. Bác dùng là từ sạch sẽ nhé. Thế mà ta lại bảo bác là, thưa bác chữa cho. Sạch sẽ nó nôm na quá. Bác dùng từ vệ sinh cơ. Đấy, ta lại cứ thích thế cơ. Bác dùng sạch sẽ. Bác cười, bác bảo, bác dạy, bác khuyên các cháu sạch sẽ. Bởi vì các cháu tắm giặt hàng ngày thân thể cho nó sạch sẽ. Và không được nói tục chửi bậy là giữ sạch sẽ trong tinh thần. Các chú là nhà văn hóa, nhà giáo dục mà các chú hiểu từ sạch sẽ nôm na vậy sao? Đấy. Ta cứ thích bác dùng cái từ vệ sinh theo mốt kia, còn bác dùng nguyên văn là sạch sẽ cơ mà. Đây là điều thứ hai nhé. Thứ nhất là siêng học, thứ hai là sạch sẽ. Thứ ba này, phải tập sống theo đời sống mới. Nước nhà có độc lập rồi, phải là tự do làm chủ, không có nô lệ, gột rửa đầu óc nô lệ, tập sống theo đời sống mới. Điều thứ tư, phải giữ kỷ luật. Từ nhỏ phải có kỷ luật thì lớn lên mới là công dân tốt. Điều thứ năm quan trọng nhất là hồn cốt của các điều bác khuyên các cháu, đó là phải yêu thương cha mẹ, anh chị em. Thì các đồng chí nào làm nghiên cứu, hãy công phu đọc lại toàn bộ 15 tập Hồ Chí Minh, tìm xem trong tất cả các bức thư bác dạy, bao nhiêu lần bác dạy về yêu thương cha mẹ anh em mà lại bảo bác không dạy. Thì oan cho bác, ta cứ tùy tiện sửa của bác. Đấy. Mà rồi đến lúc xuất bản tái bản của bác, ta cũng không có hiệu đính gì cả, đưa nguyên văn cái bức thư của Trung ương Đoàn mà đề tên bác vào trong Hồ Chí Minh toàn tập. Mà cũng đây là Hồ Chí Minh. Ai cũng cứ đinh ninh bác dạy 5 điều thiếu nhi như vậy, mà trong khi gốc gác thì bác dạy 5 điều khuyên như tôi đã nói. Thì Trung ương Đoàn dạy các cháu như thế cũng không sai, cũng không sai, hoàn toàn đúng. Nhưng mà bỏ quên cái điều quan trọng nhất là yêu thương cha mẹ anh em. Thì bây giờ phải trở lại cái điều này. Đấy. Thì nhân đây tôi nói thêm chỗ đó, để mong tất cả các đồng chí có con cháu đi học, và nhất là ai là nhà giáo thì phải chú trọng cái điều này. Còn đoàn thanh niên, năm nay đại hội đoàn, thì trong văn kiện chính trị của đại hội đây, phải đặc biệt chú trọng. Tôi đã nói với các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn về cái điều này rồi. Đấy. Thì đấy là mấy điểm chúng tôi lưu ý thêm các đồng chí. Quê ngoại của bác, thế là 19 tháng 5 là ngày rất là tượng trưng nhé. Thế vậy thì là tại sao cái ngày 19 tháng 5 lại trở thành ngày sinh? Hóa ra là bác hóa thân. Bác chủ động tổ chức sinh nhật ở Hà Nội ngay sau cách mạng tháng 8 thành công. Ai cũng tưởng bác làm sinh nhật cho bác, nó mới đẻ ra ngày 19 năm như thế. Có ngờ đâu bác làm sinh nhật cho mặt trận, bác hóa thân vào mặt trận, bác coi là của bác. Cho nên ai làm công tác đoàn thể mặt trận là những người hạnh phúc lắm. Được hóa thân, được thể hiện đại đoàn kết dân tộc của bác. Đấy thì cái nghề là thế. Bác chọn một cái điều này, người ta hỏi bác về trình độ học vấn, nghề nghiệp thì làm thuê nhé. Mà nghề khuân vác này, nghề dạy học này, dạy học thì tiểu học bác dạy như vậy. Trung học này, trung học bác cũng chỉ nói một câu thôi. Trung học phải dạy kiến thức cơ bản, học xong phải đi làm thợ được ngay, rồi tiếp tục học lên.
bác không chủ trương cả nước đi đại học. Xã hội văn minh phải nhiều thầy thợ, ít thầy thôi. Thầy phải thật tinh hoa. Bác bảo đi làm thợ được ngay, rồi tiếp tục học lên. Chỗ này bây giờ phải sửa một cách rất đau đớn. Thất nghiệp, toàn thất nghiệp, người có học cả. Đại học này, đa số chúng ta đều đại học cả. Đại học bác cũng chỉ nói một câu thôi. Đại học là đào tạo chuyên gia, nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu. Ta xem, mỗi một câu, mỗi một cấp là một câu mà tinh hoa đến như vậy. Vì bác tiếp thu toàn bộ trí tuệ của nhân loại để cuối cùng nói mỗi cấp một câu. Người ta hỏi trình độ học vấn. Bác viết luận án tiến sĩ mà bác có khai đâu. Bác ghi mỗi chậu câu thôi. Tự học. Thế là xong. Hỏi câu cuối cùng là trình độ ngoại ngữ. Bác biết bao nhiêu thứ tiếng bác có khai đâu. Bác viết một câu rất chung là biết vài thứ. Chấm hết. Đấy. Toàn bộ tờ khai lý lịch của bác có thế thôi. Chứ không có thông tin. Nhưng lại hiểu được rất nhiều điều cao quý về nhân cách của bác. Đấy. Tôi nêu như vậy để các ông chí biết thêm bác Hồ. Còn một cái chi tiết cuối cùng này, quê ngoại của bác. Các bạn đều biết bác đẻ ở làng Hoàng Trù chứ gì nữa. Làng Sen là quê nội. Quê ngoại gốc của bác là Hưng Yên cơ. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm nào huyện Khoái Châu và huyện Nam Đàn của Nghệ An và của Hưng Yên đều phối hợp tổ chức kỷ niệm. Bây giờ chủ tịch nước năm nào cũng về huyện Khoái Châu, đúng quê của bác, thắp hương tưởng niệm. Có bàn thờ của mẹ bác ở đó rồi. Ta cũng nên về nhé. Cảm động lắm đấy. Bởi vì bác về Hưng Yên 10 lần tất cả. Gần như về nhiều nhất trong các tỉnh ở miền Bắc. Nghệ An chỉ về có 2 lần. Bù lại bác viết hàng nghìn bức thư cho Nghệ An. Nhưng mà riêng Hưng Yên gần Hà Nội bác về tới 10 lần. Câu chuyện về Hưng Yên của bác cảm động đến thế này. Ai lại tỉnh ủy mời bác ăn cơm? Cơm buổi trưa. Bác cũng vui vẻ nhận lời như chúng ta ăn cơm với nhau. Không có cách sáo gì cả. Nhưng mà đến lúc ngồi vào bàn ăn, thì thư ký của bác lại đặt trên bàn cho bác một cái túi nâu, túi nhỏ. Nó có cái giải rút kéo lên thế này. Mở ra lấy thức ăn săn cho bác, chuẩn bị từ Hà Nội. Có mỗi một nắm cơm nhỏ, một khúc cá kho, mấy lát dưa cải, mấy miếng thịt diêm cho bác và một chai nước cho bác. Vĩ nhân ăn cơm bữa trưa có thế thôi đấy. Mà tỉnh lại mời bác ăn cơm. Thế làm thế nào? Bác nói rất hồn nhiên. Bác bảo bác có cơm đây rồi. Bác ăn cơm của bác. Các chú ăn cơm của các chú đi. Rồi ta lại làm việc tiếp. Đấy. Rất là hồn nhiên không sao cả nhé. Đấy. Đồng chí bí thư tỉnh ủy mới đứng lên thưa với bác. Thưa bác, anh em chúng cháu rất muốn được ăn cơm nắm của bác. Thế là lấy nắm cơm của bác cắt ra, xẻ ra mỗi người một miếng nhỏ, chấm muối vừng ăn với bác cho nó vui. Ăn xong nắm cơm của bác rồi, bây giờ mới xới cơm cho bác chứ. Và xới cho tất cả mọi người. Một cái thông lệ là xới một cái bát cơm nhỏ, nửa bát, lưng lưng bát thế này. Đưa cho bác, mời bác dùng cơm. Bác nói một câu mà đi vào lịch sử. Chú xới vơi như thế này thì chú làm việc đầy đặn làm sao nổi. Thế câu nào cũng lái về đạo đức. Một cái nét độc đáo của bác là cái gì cũng lái được về đạo đức hết. Đấy. Trên 6 điều dạy công an mà sang năm ta kỷ niệm 70 năm đây này. Những điều bác dạy bộ đội cũng thế thôi. Với bộ đội là chung với đảng, chung với nước, hiếu với dân. Vì đảng đã ra công khai. Còn với quân đội, với công an đấy là tuyệt đối trung thành với chính phủ. Không có từ nào về đảng cả. Vì lúc đó đảng đã rút lui vào bí mật rồi. Tinh tế vô cùng. Chúng ta thuộc lòng 6 điều bác dạy công an nhé. Với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Với dân chúng phải kính trọng lễ phép. Với công việc phải tận tụy. Với địch phải cương quyết khôn khéo. Đây này, các đồng chí nào ở công an này thì hãy phải tìm đọc cái này nhé. 125 câu nói điển hình của bác dành cho công an này, mà người soạn chủ biên là Bộ trưởng Tô Lâm này, giáo sư Tô Lâm này.
Các đồng chí nên đọc. Những cái cuốn sách này và nhiều sách khác đã giới thiệu trong Thư viện Công an và các tỉnh. Quân đội càng cảm động. Chung với Đảng, chung với nước, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Với thanh niên ấy, thanh niên câu hay nhất là nói về vấn đề học. Đường đời là chiếc thang không có nấc chót. Học tập là quyển vở không có trang cuối cùng, mà Bác làm tấm gương học suốt đời. Rồi gì nữa? Thanh niên phải có ý chí lớn, hoài bão lớn. Phải tránh xa như tránh lửa ba điều nguy hiểm. Tiền bạc, địa vị, danh vọng. Những cái đó không làm chủ được, rất dễ rơi vào hư hỏng. Đặc biệt nữa, thanh niên ấy, lời dạy của Bác bây giờ đi vào bài ca truyền thống của đoàn rồi đấy nhé. Thanh niên không đòi hỏi Tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc. Tất cả những cái điều vàng ngọc như thế, có nói bao nhiêu cũng là không đủ. Và những cái chi tiết như vậy được lẩy ra trong vô số nhiều những thông tin về Bác, để chúng ta thương yêu Bác và tự hào về Bác đến suốt cả cuộc đời. Những giây phút Bác vĩnh biệt chúng ta mới cảm động. Bác không có ăn uống gì đâu. Hồ sơ chữa bệnh cho Bác còn ghi từng ngày một. Nhật ký chữa bệnh cho Bác ghi từng ngày một. Mỗi ngày 2 thìa chữa cho Bác mà Bác không nuốt được. 2 thìa cháo loãng Bác cũng không ăn hết. Mạch máu ở cổ Bác gần như vỡ hết, tức là nó giãn ra. Bệnh phổi tái phát lại đến mức phải bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá mà rồi bác sĩ khám bệnh lại cho Bác lại càng lo hơn. Đến báo với Trung ương là từ ngày Bác bỏ thuốc, Bác lại yếu hơn. Cho nên báo với Trung ương và để cho xin phép để mời Bác lại hút lại. Mà Bác kiên quyết bỏ. Đã bỏ là kiên quyết bỏ, dù các thầy thuốc cho phép Bác hút lại. Vì nó có cái yếu tố sinh lý, thay đổi một cái thói quen, nó ảnh hưởng vào từng người, nó tùy thuộc vào cơ địa của các ông chị. Đấy, ta lưu ý cái chỗ đó nhé. Mà Bác nghị lực đến mức Bác kiên quyết không hút lại. Mà trên giường bệnh lúc tỉnh, lúc mê chứ. Tại sao lúc Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm, Bác lại rất tỉnh. Bác bảo tính cho Bác xem quốc khánh lần thứ bao nhiêu. Bảo thưa Bác 24 năm. Bác bảo 2 giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm. Bác dặn là nấu cho Bác 1 bát cháo đầy. Người ta coi đây là lời thiêng. Mọi ngày 2 thìa không ngăn hết. Bây giờ nấu 1 bát đầy cho Bác, bát to cho Bác, nấu đặc cho Bác. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức. Mai Bác ra với đồng bào, Bác nói 5 câu. Bác dặn là tiêm thuốc trợ lực cho Bác. Để Bác có sức, mai Bác ra với đồng bào 5 phút thôi. Có muốn đi, phải nhìn dân mới đi được. Phải vĩnh biệt dân mới đi được. Bác không ngờ được rằng chúng ta meeting xong hết rồi. Meeting năm đó sớm lắm, 31 tháng 8 buổi tối đã xong hết rồi. Mà trời cứ mưa tầm, mưa tã. Mà Bác cứ đinh ninh mùng 2 mới làm meeting. Cái cô y tá tên là Ngô Thị Oanh ấy, được quân đội cử sang để chăm sóc Bác, rót nước cho Bác uống thuốc, những viên thuốc cuối cùng. Hàng ngày xoa tay cho Bác, để tay Bác nó nóng trở lại, ấm trở lại. Bây giờ nó cứ lạnh dần đi. Và vuốt tay cho Bác cho thẳng ra từng ngón một. Chợt nhìn xuống móng tay của Bác thấy đã dài. Bác nằm liệt giường mấy tuần lễ. Nặng nhất là từ 25 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 thì Bác đi. Thế mà lấy kéo cắt móng tay cho Bác, vừa cắt vừa khóc, chạm cả vào trong cái phần da non bên trong của từng ngón này này. Bác vẫn cảm giác đau, Bác rụt tay lại. Dù mắt vẫn nhắm nghiền và nước mắt cứ ròng ròng xuống gối. Trên ngực áo của Bác cũng đẫm nước cả một cái khoang ngực này.
nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau cấp cứu hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại đấy. Mà không một tấm huân chương trên ngực áo. Bác tự nhận là mình chưa xứng đáng, đợi miền Nam giải phóng đã không? Thế bây giờ bác lại dặn là lấy thuốc cho bác uống, tiêm thuốc cho bác để bác ra phía sân. Những chiếc móng tay cắt cho bác giữ đến tận bây giờ các đồng chí nhé. Để trong một cái phong bì trắng muốt thế này, 48 năm nay còn nguyên hết. Lấy khăn mặt nước nóng lau mặt lần cuối cho bác, đến tròm râu của bác. Bác gửi lại chúng ta 7 sợi râu trong khăn mặt. Thế là vuốt thẳng ra keo lại, giữ bây giờ như một phần sinh thể của bác trao gửi chúng ta đây. Còn cốc nước dừa tôi nói rồi không kịp. Đến khi bác nói một câu cuối cùng thì tất cả trong phòng đều khóc hết. Những mọi người trong phòng bệnh của bác khóc hết cả. Bác bảo là trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Tức là cái đợt ốm này, không ai cầm được nước mắt. Thủ tướng cũng không nỡ giấu bác nữa. Đến gầu giường bác cầm tay bác mà nói. Thưa bác, meeting xong rồi, chúng tôi mới vào đây với bác. Mong bác yên lòng. Bác khóc. Bác bảo không còn cơ hội nữa, có phải không? Thế là cháo chưa kịp nấu, thuốc chưa kịp tiêm, thì bác đã đi. Bác lại không đi ngay đâu các đồng chí. Cả cái đêm mùng 1 hôm đó, năm đó đấy, cấp cứu liên tục cho bác. Để hôm sau, mùng 2 tháng 9, đúng 9 giờ, thì tim bác ngừng đập. Đấy, linh thiêng thế đấy. Đúng 9 giờ sáng mùng 2 tháng 9 thì tim bác ngừng đập. Trước khi đi, tại sao bác nhìn tất cả chúng ta một lượt nữa như vĩnh biệt? Không nói được. Và bác dành cái nhìn lâu nhất cho một người, đồng chí Vũ Kỳ, được gọi là tiểu đồng của bác. 25 năm liền ở với bác. Ông Vũ Kỳ hiểu bác từng chi tiết một. Ông chạy từ cuối giường lên đầu giường, vừa gọi bác vừa khóc. Đến đầu giường ông quỳ xuống. Quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác cho đỡ bác đỡ vất vả. Và quả nhiên bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu rồi tắt thở. Đúng 9 giờ sáng. Còn 9 giờ 47 phút là cộng cả giờ cấp cứu hồi sức của bác sĩ cũng không xong. Mà tang lễ bác đẫm nước mắt. Hơn nữa, tang lễ xong còn đau hơn vì ta phải chứng kiến một cái cảnh đi, bác đi rất xa khỏi chúng ta. Vạn vạn dặm. Những cái tin tức này không bao giờ ta nói trước đây đâu nhé. Có một cái văn bản đóng dấu tối mật. Đó là đảng ta đã đồng ý với Liên Xô đưa bác về Liên Xô sau lễ tang xong thì mới giữ được. Liên Xô lo toàn bộ quốc tang cho bác và Việt Nam đồng ý với đề nghị của Liên Xô đưa bác về Liên Xô. Nhưng đến lúc thực hiện thì không ai nỡ cả. Ai cũng khóc và muốn giữ bác lại. Biết bao giờ mới gặp lại bác một lần nữa. Cho nên, cái nỗi đau xé ruột xé gan của chúng ta, nó chạm được vào trái tim nhân hậu Xô Viết. Và các đồng chí Xô Viết cũng đồng ý để bác ở lại Hà Nội. Họ bay ngay về nước để báo tin cho trung ương của họ. Rồi họ bay ngay sang để phục vụ bác suốt những năm chiến tranh cho nó kịp. Ta có ngờ đâu thi hài bác 6 lần phải di chuyển cho đến khi đặt bác trong lăng. Bây giờ chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ. Cho bác là như vậy. Chứ 5 tháng trôi qua đi, ta còn có cả cuộc đời để thương nhớ bác, yêu thương bác.